hôm nay tôi sẽ hướng dẫn các bạn một bài tập rất là đơn giản nhưng mà rất là tốt cho sức khỏe, cho cơ bắp của các bạn và cho về cái đẹp nữa. Sau đây thì là tôi xin nói về cái cơ bắp mà rất là rộng lớn, nó phủ hết từ trên trên mặt của các bạn, nửa cái mặt của các bạn đi xuống hết với bả vai, phần vai của các bạn luôn. Thì tôi sẽ có cái hình cho các bạn thấy sau này nhé. Thì cái chức năng của cái cơ bắp này là nó làm cho các bạn là mở miệng ra, là có nghĩa nó kéo xuống để cho các bạn mở miệng ra, và nó làm cho các bạn là những cái cơ bắp làm cho các bạn giống như là mình có một cái nếp nhăn chảy xệ ở đây, hoặc là cái nếp nhăn ở cổ, vùng cổ của mình. Thành ra khi mà các bạn tập cái này thì các bạn có lợi cho hai điều. Thứ nhất là cái phần cơ bắp cổ mình rất là săn chắc, rất là tốt. Thứ hai là các bạn sẽ không thấy nọng của các bạn nếu các bạn chịu khó tập nhé. Ok, chúng ta bắt đầu. Trước tiên Mai muốn là mình phải thư giãn cái vùng cơ bắp đó trước, sau đó thì mình sẽ làm săn những cái động tác làm săn chắc sau. Trước tiên các bạn để tay lên thế này, tại vì nó nằm rất là rộng ra đây, thì các bạn để tay bên đây, kéo hai tay xuống thì các bạn sẽ thấy cái vùng bên trái của các bạn nhé. Các bạn nhìn lên. Bên phải. Trước. Các bạn nhớ nha, các bạn lấy cái quai hàm dưới của các bạn kéo lên. Các bạn sẽ nghe giãn cái phần cổ các bạn. Đó là cho thư giãn cái phần cổ bên phải, bên trái và giữa này của bạn mình. Thì bây giờ mình sẽ qua cái phần săn chắc lại. Thì các bạn biết là cái chức năng của nó là nó làm kéo mình xuống đây đúng không? Thì bây giờ các bạn cũng rờ nhẹ thôi, các bạn sẽ cảm thấy là cái muscle của mình gồng lên các bạn nhé. Các bạn gồng lại phía trước. Các bạn làm lại lần nữa nhé. Các bạn sẽ thấy những cái cơ bắp này của các bạn, các bạn sẽ thấy những phần cổ của các bạn gồng lên hết. Trở lại. Gồng lên hết, trở lại. Nhưng mà các bạn nhớ nha, là mình có cái phần cổ thì các bạn nên để cái phần đầu của mình ra phía sau. Gồng. Các bạn có thể tập, mình có thể tập 5-10 lần một ngày. Nhưng mà khi các bạn tập thì các bạn sẽ cảm thấy những cái phần cơ bắp, phần đằng trước của cái cổ của mình nó sẽ hoạt động và các bạn sẽ rất là thích. Chúc các bạn thành công!